Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có những hình ảnh cầu Bình Khánh thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, nút giao vành đai 3 với Nguyễn Hữu Thọ. Cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đang thi công nhịp chính cầu sau khi tạm dừng nhiều năm. Cầu Bình Khánh bắc qua sông Xoài Rạp, nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh, khởi công từ tháng 8, 2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Cầu Bình Khánh là một trong hai cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam với tỉnh không 55 m. Cầu có tổng chiều dài 2.764 m, rộng 21,75 m với 4 làn xe lưu thông. Độ dài hai nhịp chính của cầu giữa lòng sông là 375 m, đặt trên hai trụ cầu cao 155 m với móng trụ tháp có kết cấu dạng móng cọc cừ ống thép. Tốc độ thiết kế giai đoạn 1 là 80 km/h, giai đoạn 2 là 120 km/h. Hiện tại theo quan sát, tiến độ kéo cáp dây văng khá tốt, đã kéo được 20 bó cáp dây văng mỗi bên trụ. Khi đứng ở ngoài ngắm nhìn cây cầu, mình mới thấy cầu thật đồ sộ, to lớn, hơn cả khi xem lại trong video. Nhìn kế đó là hai trụ tháp điện cao thế cao lớn, cao hơn cả hai trụ cầu. Năm 2018, khi đạt khoảng 70% tiến độ, cầu Bình Khánh ngưng thi công do vướng mắc nguồn vốn. Sau gần 5 năm ngưng trệ, tháng 10, 2023, nhà thầu bắt đầu đổ bê tông thi công trở lại cầu Bình Khánh và dự kiến hoàn thành cầu chính trong vòng 11 tháng. Cầu Bình Khánh được thiết kế loại dây văng với chiều cao khoảng không giữa gầm cầu với mặt nước cao 55 giúp tàu thuyền trọng tải lớn thường xuyên lưu thông trên sông Xoài Rạp dễ dàng. Cây cầu này là một trong những hạng mục quan trọng của cao tốc Bến Lức Long Thành. Từ đây đi tiếp 6 km là đến cầu Phước Khánh nối Cần Giờ với Nhân Trạch.
Phía chân cầu Bình Khánh, bờ Nhà Bè là một nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành và đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trục chính Bắc Nam của thành phố. Cảng Hiệp Phước Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước với cao tốc, giúp luân chuyển hàng hóa đến khu Biên Hòa Vũng Tàu dễ dàng. Hai cây cầu kết nối cao tốc Bến Lức, Long Thành, công trình trọng điểm quốc gia nối miền Tây với Đông Nam Bộ, giúp kết nối mạng lưới cao tốc, quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép, Thị Vải và sân bay Long Thành. Cao tốc Bến Lức Long Thành là một đoạn của vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, do không đi qua nội ô thành phố, toàn tuyến được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa từ miền Tây đến miền Đông, tạo đà phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!